Hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Nhờ ăn ở phúc phận mà được trời thương Phật độ, trúng số liên tiếp, hổ mấy cũng đổi đời đại gia, cực giàu có. Quý khán giả thân mến, chắc hẳn những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 đã trải qua một khoảng thời gian không ít thử thách và khó khăn. Đặc biệt trong tháng 10 âm lịch vừa qua, có lẽ bạn đã cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi, những vất vả không ngừng và thậm chí là những thất bại trong công việc, tình cảm hay tài chính. Những khó khăn ấy đôi khi khiến bạn cảm thấy như lạc lối, bế tắc, không biết phải làm gì để thay đổi tình thế. Nhưng đừng quá lo lắng, bởi vì vận may sẽ thay đổi hoàn toàn trong những ngày sắp tới. Chính vào 7 ngày tới tháng 11 âm lịch năm 2024, một làn sóng tài lộc dồi dào sẽ đến với bạn như một món quà mà trời ban tặng. Những gian nan, thử thách trong thời gian qua sẽ được đền bù xứng đáng. Cơ hội để bạn không chỉ gỡ lại những gì đã mất, mà còn đạt được những thành quả vượt ngoài mong đợi, sẽ đến. Hãy kiên nhẫn, vì thời khắc may mắn của bạn đang đến gần, và một tương lai tươi sáng, đầy hứa hẹn đang chờ đón bạn. Cùng đón nhận những dấu hiệu may mắn và tài lộc, bạn sẽ thấy mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn. Trong 12 con giáp của văn hóa phương Đông, tuổi Sửu, cầm tinh con trâu, là một trong những con giáp đặc biệt và gắn bó sâu sắc với cuộc sống của người dân Việt Nam. Con trâu trong văn hóa nông nghiệp Việt Nam là hình ảnh quen thuộc, thể hiện sự chăm chỉ, chịu khó và kiên trì của người nông dân. Trâu không chỉ là động vật gắn bó trong đời sống hàng ngày mà còn là biểu tượng của sự cần cù, lao động vất vả. Vì vậy, người sinh vào năm Sửu thường mang trong mình những phẩm chất nổi bật như sự bền bỉ, kiên trì và đặc biệt là khả năng vượt qua khó khăn để đạt được thành công. Người tuổi Quý Sửu, mang mệnh mộc, thường là những người đáng tin cậy, sống có nguyên tắc và cẩn thận trong công việc. Họ là những người làm việc chăm chỉ, không ngừng nghỉ, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống mà không lùi bước. Câu nói cực như trâu mà người Việt hay dùng để mô tả những người làm việc quên mình chính là để ám chỉ những người tuổi Quý Sửu. Tuy nhiên, trong bản tính kiên cường và kiên định ấy, họ cũng thể hiện sự công bằng, tôn trọng ý kiến của người khác, mặc dù việc thay đổi quan điểm của họ là điều không dễ dàng. Đặc biệt, những người sinh năm Quý Sửu có khả năng lãnh đạo và tổ chức rất tốt. Dù không nhất thiết có tài năng vượt trội trong một lĩnh vực nào đó, nhưng ở bất kỳ công việc nào, họ cũng thể hiện khả năng quản lý xuất sắc. Sự hiệu quả trong công việc của họ luôn vượt trội so với người khác. Chính vì thế, nhiều người tuổi Quý Sửu thường trở thành những người chủ, những nhà quản lý xuất sắc. Họ dễ dàng thành công trong môi trường làm việc tập thể, nơi có nhiều người và sự cạnh tranh. Họ có thể điều hành, dẫn dắt người khác đạt được mục tiêu chung, và nhờ vào tài quản lý của mình, họ xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Những người tuổi Quý Sửu có hoài bão và khát vọng mạnh mẽ, luôn vươn lên trong cuộc sống và không bao giờ ngừng tiến bước. Dù phải đối mặt với gian nan, thử thách, họ vẫn kiên cường và luôn tin rằng chiến thắng sẽ càng ngọt ngào hơn khi vượt qua được những khó khăn. Họ không ngần ngại đối mặt với nguy hiểm, vì họ hiểu rằng sự thành công chỉ đến với những ai biết dấn thân và vượt qua thử thách. Không chỉ trong công việc, mà trong cuộc sống, họ còn là những người sống rất có trách nhiệm và chân thành. Những người tuổi Quý Sửu luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không nghĩ đến lợi ích cá nhân. Họ có tính tự lập cao và không bao giờ ỷ lại vào người khác.
Thành công mà họ đạt được đều là kết quả của sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ. Họ luôn vững tin vào bản thân và có lập trường rất kiên định. Một khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ không bao giờ từ bỏ, dù cho con đường đi tới mục tiêu ấy có bao nhiêu khó khăn, gian khổ. Sức chịu đựng của họ thật sự đáng kinh ngạc, và không phải ai cũng có thể làm được như họ. Tuổi Quý Sửu là những người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Khi yêu, họ là những người rất chân thành, dành trọn tình cảm cho người mình yêu và luôn muốn bảo vệ, che chở cho người ấy. Họ tự hào về tình yêu của mình và không ngần ngại thể hiện tình cảm đó trước mọi người. Đối với họ, tình yêu không chỉ là một mối quan hệ đơn thuần mà là sự gắn kết thiêng liêng và bền vững. Đặc điểm này của họ cũng thể hiện rõ trong việc họ tôn trọng và trung thành với người bạn đời của mình. Trong công việc, người tuổi Quý Sửu luôn thận trọng và có sự tính toán kỹ lưỡng. Họ ít khi mắc sai lầm vì luôn xem xét mọi tình huống một cách kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Chính vì vậy, họ luôn được mọi người tin tưởng và kính trọng. Sự trung thực và hào phóng trong cách đối xử với người khác cũng giúp họ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, tạo dựng được sự nghiệp vững vàng và bền bỉ. Người tuổi Quý Sửu là những người rất thân thiện, dễ gần và luôn biết cách xây dựng những mối quan hệ hữu ích trong công việc và cuộc sống. Họ là những người sống có lý tưởng cao cả, luôn đặt ra những mục tiêu lớn và không ngừng nỗ lực để đạt được. Nếu không phải là doanh nhân, người tuổi Quý Sửu vẫn có khả năng kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào sự kiên trì, thông minh và khả năng quản lý tài chính tốt. Họ không chỉ biết làm giàu cho bản thân mà còn có tầm nhìn xa để xây dựng một cuộc sống thịnh vượng và ổn định cho gia đình. Mặc dù rất thực tế và kiên định, nhưng người tuổi Quý Sửu cũng có những lúc sẵn sàng chấp nhận thử thách và mạo hiểm để đạt được mục tiêu cao cả. Tuy nhiên, họ vẫn luôn hướng đến sự an toàn trong cuộc sống, và chỉ khi cần thiết, họ mới ra ngoài dùng an toàn để tìm kiếm cơ hội mới. Chính điều này khiến họ trở thành những người giàu nghị lực, kiên trì và có khả năng đối phó với những thử thách phức tạp trong cuộc sống. Cuộc sống của người tuổi Quý Sửu không hề dễ dàng. Từ khi còn nhỏ, họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng cũng chính những thử thách ấy đã giúp họ trở nên trưởng thành và mạnh mẽ. Họ biết ước mơ của mình là gì và luôn tìm cách để hiện thực hóa ước mơ ấy bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhờ vậy, họ có thể xây dựng được sự nghiệp vững chắc và ổn định. Trong suốt cuộc đời, họ sẽ có nhiều bạn bè, những người tri kỷ luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi họ gặp khó khăn. Dù trong công việc hay cuộc sống, người tuổi Quý Sửu luôn mang trong mình trách nhiệm cao đối với gia đình và cộng đồng. Họ không bao giờ lùi bước trước thử thách mà luôn giữ vững niềm tin và sự kiên định. Nếu tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn, họ sẽ nhận được nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Cuối cùng, những người tuổi Quý Sửu, dù là nam hay nữ, đều có đặc điểm chung là sự mạnh mẽ, kiên cường và dám đối diện với thử thách. Họ không bao giờ dễ dàng đầu hàng trước khó khăn, và chính từ những thử thách ấy, họ sẽ xây dựng nên một cuộc sống thành công, thịnh vượng và đầy ý nghĩa. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới, từ tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ bước vào một giai đoạn bình yên và thuận lợi, mang lại nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Đây là thời điểm mà sự nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ, giúp bạn tiếp tục duy trì sự ổn định và tiến triển vững vàng. Bạn luôn chú trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao, và chính điều này đã tạo dựng được niềm tin từ cấp trên. Những bước đi thận trọng, kiên định của bạn đã giúp bạn gây ấn tượng mạnh mẽ trong mắt lãnh đạo, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Đối với những người làm kinh tế, thời gian này mang lại những tín hiệu khả quan. Sự chính trực và chữ tín của bạn đã chiếm được lòng tin từ khách hàng, khiến họ quay lại và ủng hộ bạn nhiều lần. Dù đôi khi công việc có thể khá vất vả và yêu cầu nhiều sự hy sinh, nhưng bạn luôn cố gắng tạo dựng một vị thế vững vàng, không lo sợ trước những cạnh tranh hay thử thách. Điều này sẽ giúp bạn đi xa hơn trên con đường sự nghiệp. Trong chuyện tình cảm, những người độc thân có thể gặp gỡ những đối tượng đầy triển vọng, nhưng điều quan trọng là bạn cần cởi mở hơn, chủ động chia sẻ cảm xúc để kéo gần khoảng cách với đối phương. Những mối quan hệ mới có thể mang lại những cơ hội đáng quý nếu bạn biết cách nuôi dưỡng và phát triển. Đối với những người đã có gia đình, bạn luôn là người quan tâm, chăm lo cho tổ ấm của mình,
để người bạn đời và con cái cảm nhận rõ tình yêu thương và sự hy sinh của bạn. Tình cảm gia đình sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho bạn trong mọi quyết định. Về mặt sức khỏe, người tuổi Quý Sửu trong giai đoạn này có thể cảm thấy rất ổn định. Cơ thể khỏe mạnh và tinh thần phấn chấn sẽ giúp bạn có đủ năng lượng để hoàn thành công việc mà không cảm thấy mệt mỏi hay căng thẳng. Việc duy trì một chế độ sống lành mạnh cùng với sự lạc quan trong tâm hồn sẽ tiếp thêm sức mạnh để bạn vượt qua mọi thử thách. Tóm lại, đây là một khoảng thời gian tuyệt vời đối với người tuổi Quý Sửu. Công việc, tình cảm và sức khỏe đều đang trên đà thuận lợi. Bạn chỉ cần tiếp tục phát huy những ưu điểm của mình và giữ vững tinh thần lạc quan để tận hưởng những thành quả xứng đáng trong tương lai. Tiếp theo sau đây sẽ là phân luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống. Cô tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Công danh sự nghiệp của tuổi Quý Sửu 1973, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Trong khoảng thời gian 7 ngày tới tháng 11 âm lịch năm 2024, công danh sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu sẽ trải qua một giai đoạn đầy triển vọng và thành công. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn khẳng định bản thân trong công việc và thể hiện được khả năng vượt trội của mình. Sự nghiệp của bạn sẽ được đánh giá cao không chỉ nhờ vào năng lực mà còn nhờ vào thái độ làm việc chăm chỉ, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao. Ở giai đoạn này, bạn sẽ có cơ hội thể hiện những phẩm chất đáng quý của mình, đặc biệt là sự tỉ mỉ và khéo léo trong công việc. Bạn không ngại làm những công việc khó khăn, dù là những nhiệm vụ nhỏ nhặt đòi hỏi sự cẩn trọng. Bạn hiểu rằng mỗi công việc đều là một cơ hội để rèn luyện bản thân, hoàn thiện kỹ năng và nâng cao năng lực. Chính vì vậy, bạn luôn duy trì thái độ tích cực, sẵn sàng nhận những thử thách dù khó khăn đến đâu. Đây là thời điểm bạn sẽ nhận được sự công nhận xứng đáng từ đồng nghiệp và cấp trên. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ các tinh thần làm việc tốt xung quanh sẽ giúp bạn hoàn thành công việc một cách suôn sẻ và hiệu quả hơn. Các đồng nghiệp sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm, tạo ra môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện. Nhờ vào sự cố gắng không ngừng, bạn sẽ tạo được dấu ấn riêng biệt và ghi điểm trong mắt lãnh đạo, đồng nghiệp cũng như các đối tác. Cơ hội thăng tiến sẽ đến nếu bạn tiếp tục phát huy thế mạnh của mình. Những ai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ nhận được sự khen thưởng, thậm chí có thể được cất nhắc lên các vị trí cao hơn. Đây cũng là giai đoạn vàng để bạn mở rộng mối quan hệ và xây dựng uy tín trong công việc. Nếu có ý định thay đổi công việc hay thử sức ở một môi trường mới, bạn có thể bắt đầu triển khai từ từ từng bước một. Chậm mà chắc là phương châm bạn nên áp dụng. Hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng, học hỏi từ những người đi trước, bạn sẽ nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình và quý báu. Nếu duy trì được sự chăm chỉ, kiên nhẫn và không ngừng học hỏi, chắc chắn bạn sẽ đạt được những thành công đáng tự hào trong sự nghiệp của mình. Tài lộc của tuổi Quý Sửu 1973, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Trong giai đoạn từ nay đến tháng 11 âm lịch 2024, tình hình tài chính của người tuổi Quý Sửu sẽ ổn định và có sự tăng trưởng nhẹ. Mặc dù bạn không kiếm được một khoản tiền lớn trong thời gian này, nhưng sự ổn định về tài chính sẽ giúp bạn an tâm hơn trong việc chi tiêu và quản lý cuộc sống. Sự ổn định này cũng tạo điều kiện để bạn cảm thấy thoải mái hơn trong các quyết định tài chính, không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề tiền bạc. Đối với những người làm công ăn lương, đây là thời điểm bạn có thể nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng với sự nỗ lực của mình. Việc hoàn thành tốt công việc, thể hiện trách nhiệm và chuyên môn sẽ được cấp trên đánh giá cao và thưởng hậu hĩnh. Bên cạnh khoản lương cứng hàng tháng, những khoản thưởng này sẽ giúp bạn cảm thấy thêm động lực, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều này cũng tạo ra cơ hội để bạn tiết kiệm và đầu tư cho tương lai, mang lại một cuộc sống đầy đủ và ổn định. Nếu bạn là người đang có ý định thăng tiến trong sự nghiệp, việc được cất nhắc lên vị trí cao hơn cũng sẽ kéo theo việc tăng lương, giúp tài chính của bạn cải thiện rõ rệt. Sự thăng tiến không chỉ mang lại lợi ích về tài chính mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho bạn phát triển bản thân, tiếp cận những thử thách và cơ hội lớn hơn trong công việc. Ngoài ra, nếu bạn muốn cải thiện thu nhập trong thời gian này, việc tham gia vào các công việc làm thêm là một lựa chọn sáng suốt. Dù có thể sẽ hơi vất vả và đòi hỏi sự hy sinh về thời gian, nhưng đây là cơ hội tốt để bạn không chỉ kiếm thêm thu nhập mà còn học hỏi và phát triển thêm những kỹ năng mới. Những công việc làm thêm này sẽ giúp bạn mở rộng mối quan hệ,
nâng cao kiến thức và có thêm kinh nghiệm thực tế quý báu. Điều quan trọng là bạn cần biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để đảm bảo công việc chính và công việc làm thêm đều hoàn thành tốt. Đối với những người làm kinh tế, bạn sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khách hàng nhờ vào sự tận tâm, uy tín và dịch vụ tốt mà bạn cung cấp. Chính vì vậy, nguồn thu nhập của bạn ngày càng ổn định và có xu hướng tăng trưởng. Bạn biết cách thu hút khách hàng và giữ chân họ, từ đó tạo ra mối quan hệ lâu dài, bền vững. Từ đó, dòng tiền sẽ liên tục đổ về và giúp bạn xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc cho bản thân và gia đình. Tình cảm gia đạo của tuổi Quý Sửu 1973, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới của tháng 11 âm lịch 2024, vận trình tình cảm của người tuổi Quý Sửu sẽ đón nhận không ít tin vui, mang lại cho bạn những cơ hội mới mẻ và tích cực. Đối với những người còn độc thân, đây là thời điểm lý tưởng để mở rộng mối quan hệ, vì những ảnh hưởng tích cực từ các sao bát diệt và nhị hợp sẽ giúp bạn dễ dàng kết nối với những người bạn mới. Đừng ngại ngần, cũng đừng để sự tự ti hay xấu hổ làm bạn chùn bước. Hãy mở lòng, trò chuyện và bạn sẽ nhận thấy những cơ hội tìm được người phù hợp đang dần đến gần. Còn với những cặp đôi đã có gia đình, tình cảm sẽ trở nên gắn kết và thấu hiểu hơn bao giờ hết. Sự cảm thông và chia sẻ trong công việc nhà sẽ giúp mối quan hệ vợ chồng thêm vững chắc. Thời gian này, cả hai bạn đều có thể nhìn nhận nhau một cách thấu đáo hơn, từ đó dễ dàng đồng hành, hỗ trợ và sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu bạn là người có ngoại hình nổi bật hay có địa vị cao trong xã hội, cần chú ý hơn đến sự chú ý của những người xung quanh, đặc biệt là với các đối tượng khác giới. Mặc dù sự chú ý này có thể mang lại sự thú vị, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro liên quan đến những mối quan hệ không chính thức, thị phi. Hãy luôn giữ một khoảng cách thích hợp và nhớ đến trách nhiệm với gia đình trước khi quyết định bất kỳ hành động nào. Sự tỉnh táo trong tình cảm sẽ giúp bạn tránh được những cám dỗ không đáng có, giữ gìn sự yên ấm cho tổ ấm của mình. Sức khỏe của tuổi Quý Sửu 1973, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ không phải lo lắng quá nhiều trong 7 ngày tới. Bạn có một thể trạng khỏe mạnh, với tinh thần phấn chấn, đầy năng lượng để bắt tay vào công việc một cách hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng công việc dù có hấp dẫn và quan trọng đến đâu cũng không thể thay thế được sự cần thiết của việc nghỉ ngơi. Cơ thể của bạn có thể không cảm nhận ngay sự mệt mỏi, nhưng nếu cứ tiếp tục tham công tiếc việc, sức khỏe của bạn có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong tương lai. Đừng để đến khi cơ thể kiệt quệ, bạn mới nhận ra rằng mình đã quá sức. Hãy chú trọng việc duy trì một chế độ làm việc khoa học, nghỉ ngơi hợp lý và tránh thức khuya hay làm việc quá mức. Ngoài ra, để cơ thể khỏe mạnh hơn, bạn nên dành thời gian tập thể dục thể thao đều đặn. Việc này không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn giúp bạn thư giãn tinh thần, giải tỏa căng thẳng. Đặc biệt, khi quay lại công việc sau những giờ phút nghỉ ngơi, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt về năng suất và sự hiệu quả. Sức khỏe chính là nền tảng vững chắc giúp bạn tiếp tục chinh phục những mục tiêu trong cuộc sống. Vì vậy, hãy luôn đặt nó lên hàng đầu và chăm sóc bản thân một cách chu đáo để có thể đón nhận những điều tốt đẹp trong tương lai. Và sau đây là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết của tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, được chia làm hai giai đoạn như sau. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 11 âm lịch 2024. Thời điểm từ mùng 5 đến mùng 8 tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Quý Sửu sẽ trải qua một khoảng thời gian có thể nói là đầy thách thức và biến động. Lúc đầu, sự hiện diện của chính tài chiếu mệnh mang lại một nguồn động viên lớn lao từ cấp trên. Bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao, những lời khen ngợi cho sự nỗ lực và chuyên nghiệp trong công việc. Tuy nhiên, thành công đó cũng tiềm ẩn một nguy cơ, đó là sự kiêu ngạo. Nếu không biết kiềm chế, bạn sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng đối lập với đồng nghiệp khi mà thái độ tự mãn và không thấu hiểu người xung quanh có thể khiến mối quan hệ công sở trở nên căng thẳng. Sự xuất hiện của ngũ quỷ trong khoảng thời gian này càng khiến bạn phải cẩn trọng. Những kẻ tiểu nhân có thể rình rập, tìm cách gây khó khăn cho bạn từ phía sau. Đó là lúc bạn cần phải tập trung vào công việc của mình một cách hết sức nghiêm túc và làm tốt nhiệm vụ được giao.
cẩn thận với những người xung quanh, tránh làm tổn hại đến hình ảnh của bản thân vì sự lơ là hay thái độ coi thường người khác. Trong công việc, sự thận trọng và khiêm tốn là chìa khóa để vượt qua khó khăn và giữ vững uy tín của bản thân. Bên cạnh đó, phương diện tài lộc của tuổi Quý Sửu lại khá sáng sủa vào thời điểm này. Bạn nhận được sự trợ giúp của cả chính tài và thiên tài, khiến cho tài chính của bạn trở nên ổn định hơn bao giờ hết. Đây là lúc những thành quả lao động của bạn trong thời gian qua được đền đáp xứng đáng, có thể là các khoản thưởng từ cấp trên hoặc các hợp đồng, đơn hàng lớn từ khách hàng đối với người làm kinh doanh. Tài chính thuận lợi giúp bạn có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu trong công việc. Tuy nhiên, tình cảm lại là điểm yếu trong khoảng thời gian này. Dường như bạn và người bạn đời của mình có những mâu thuẫn nhỏ nhặt diễn ra hàng ngày, khiến cho mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, thiếu đi sự gắn kết. Cảm giác xuống tinh thần có thể xuất hiện trong bạn, nhất là khi những khúc mắc chưa được giải quyết triệt để. Nếu giữa vợ chồng có những khúc mắc, đừng để tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài quá lâu. Thay vì ngồi im và để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, hãy chủ động mở lòng, trao đổi thẳng thắn với nhau để hiểu rõ những điều đang làm tổn thương mối quan hệ, từ đó tìm cách hàn gắn. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ ngày mùng 9 đến 12 tháng 11 âm lịch 2024. Đến thời điểm từ mùng 9 đến 12 tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Quý Sửu tiếp tục đối diện với những thử thách trong công việc và cuộc sống. Thời gian này, bạn cần hết sức cẩn thận với những mâu thuẫn và thị phi có thể nảy sinh ở nơi làm việc. Với sự ảnh hưởng của thiên quan và tỷ kiên, bạn sẽ phải đối mặt với những tình huống căng thẳng và cần kiềm chế cảm xúc, tránh để tính nóng nảy khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Những tranh cãi không đáng có thể làm hại đến uy tín của bạn trong mắt đồng nghiệp, vì vậy bạn cần thận trọng và suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, phương diện tài lộc lại vô cùng sáng sủa. Các khoản đầu tư từ trước đó sẽ mang lại lợi ích lớn cho bạn, giúp cải thiện tài chính một cách rõ rệt. Dù công việc có một chút khó khăn, nhưng những nỗ lực trước đó đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Người làm công ăn lương sẽ nhận được các khoản thưởng hoặc được cấp trên tin tưởng giao thêm công việc, tạo cơ hội thăng tiến. Người làm kinh doanh cũng sẽ tìm được hướng đi mới, hợp tác với những đối tác đáng tin cậy, khiến cho tài chính chảy vào thuận lợi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, dù tài lộc khá khởi sắc, bạn vẫn phải làm việc chăm chỉ và không nên để sự thành công trước mắt khiến mình lơ là. Trong chuyện tình cảm, mọi thứ có vẻ vẫn chưa được cải thiện rõ rệt. Bạn và người bạn đời có thể vẫn đang mắc kẹt trong những mâu thuẫn không đáng có. Những xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Trong thời gian này, cả hai cần một khoảng không gian riêng tư để suy nghĩ và đánh giá lại bản thân, cũng như những gì đang xảy ra trong mối quan hệ. Đừng để những vấn đề chưa được giải quyết kéo dài, vì điều đó sẽ khiến bạn và người kia dần dần xa cách và mất đi sự gắn kết cần thiết. Cẩm nang dượng vận cho tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 như sau. Sự nghiệp, trong thời gian này, sự nghiệp của bạn khá hành thông và suôn sẻ. Nhìn chung, công việc của bạn ổn định và có dấu hiệu tăng trưởng. Bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện trong công việc và có cơ hội để đạt được những thành tựu quan trọng. Quý nhân, tuổi Tý và tuổi Tỵ là những người sẽ giúp đỡ và mang lại may mắn cho bạn trong thời gian tới. Họ có thể đưa ra những lời khuyên giá trị và hỗ trợ bạn trong các quyết định quan trọng. Tiểu nhân, trong công việc hay cuộc sống, bạn cần cẩn trọng với những người tuổi Tuất và tuổi Ngọ, vì họ có thể tạo ra những rắc rối hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của bạn. Màu sắc may mắn, màu đen và màu đỏ sẽ mang lại năng lượng tích cực và giúp bạn gặp nhiều may mắn trong thời gian này. Những màu sắc này có thể được sử dụng trong trang phục, vật dụng hay những vật trang trí xung quanh bạn. Con số may mắn, các con số 06, 44 và 29 sẽ là những con số may mắn, có thể giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn hoặc trong các hoạt động liên quan đến tài lộc. Những ngày may mắn nhất trong tháng 11 âm lịch 2024 cho tuổi Quý Sửu sinh 1973. Với tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ mang đến những cơ hội lớn và may mắn đặc biệt trong công việc và tài lộc. Những ngày dưới đây sẽ là những mốc thời gian quan trọng, giúp bạn đón nhận thành công và phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp cũng như đời sống tài chính. Ngày 6 tháng 11 âm lịch, cơ hội phát triển sự nghiệp và tài lộc.
Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024 là một ngày đặc biệt, mang đến nhiều may mắn cho người tuổi Quý Sửu, đặc biệt là trong công việc và tài lộc. Đây là lúc bạn sẽ gặp nhiều cơ hội trong sự nghiệp, mở rộng mối quan hệ và có cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng. Các dự án sẽ tiến triển thuận lợi, từ đó bạn cũng nhận được những thành quả xứng đáng. Mặt tài chính sẽ chứng kiến sự tăng trưởng rõ rệt, bạn có thể nhận được các khoản tiền thưởng từ công việc hoặc từ các khoản đầu tư trước đó. Điều quan trọng là bạn sẽ có đủ nguồn lực để mở rộng và phát triển sự nghiệp lâu dài, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Những cơ hội tài lộc sẽ xuất hiện bất ngờ, mang lại cho bạn niềm vui và sự tự tin lớn trong những bước tiến tới thành công. Ngày 12 tháng 11 âm lịch sự thăng tiến ổn định và sự công nhận tài năng. Ngày 12 tháng 11 âm lịch là ngày bạn sẽ tiếp tục duy trì xu hướng thăng tiến ổn định trong công việc và cuộc sống. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thể hiện khả năng và tài năng của mình, khiến đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Các cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp sẽ xuất hiện nhiều hơn, giúp bạn có thể chứng minh bản thân và vươn lên một tầm cao mới. Mặt tài chính cũng có sự khởi sắc khi bạn nhận được thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, không chỉ gói gọn trong công việc chính mà còn đến từ các cơ hội đầu tư hay các khoản thu nhập bất ngờ. Sự năng động của bạn trong công việc sẽ giúp bạn thu về nhiều lợi ích và đạt được những mục tiêu tài chính đầy hứa hẹn. Ngày 15 tháng 11 âm lịch sự thuận lợi trong hợp tác và cơ hội đầu tư. Ngày 15 tháng 11 âm lịch là một ngày may mắn trong công việc, đặc biệt là trong hợp tác với đồng nghiệp và đối tác. Mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, hiệu suất công việc của bạn sẽ được nâng cao nhờ vào sự phối hợp ăn ý với các đồng nghiệp. Lãnh đạo cũng sẽ nhận thấy và đánh giá cao những đóng góp của bạn trong suốt thời gian qua. Trong khi đó, mặt tài chính cũng sẽ gặp nhiều cơ hội đầu tư khởi nghiệp, giúp bạn xây dựng các kế hoạch và chiến lược phát triển phù hợp với tình hình thị trường hiện tại. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý đến việc kiểm soát rủi ro, bảo vệ tài sản để không rơi vào tình trạng mất mát lớn. Dù may mắn đến, nhưng thái độ tích cực và thói quen sinh hoạt lành mạnh cũng là chìa khóa giúp bạn vượt qua thử thách và đón nhận cơ hội thành công. Ngày 21 tháng 11 âm lịch may mắn từ quý nhân và tài lộc vượt trội. Ngày 21 tháng 11 âm lịch là một ngày đặc biệt, khi bạn sẽ gặp may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc. Quý nhân sẽ xuất hiện và hỗ trợ bạn trong công việc, giúp bạn đạt được những kết quả cao. Những cơ hội mới sẽ xuất hiện và bạn sẽ có thể tận dụng chúng để phát triển sự nghiệp và đạt được những thành công lớn. Mặt tài chính trong ngày này sẽ vô cùng thuận lợi, bạn sẽ gặt hái được những phần thưởng xứng đáng. Đặc biệt, sự nhạy bén trong đầu tư và khả năng quản lý tài chính của bạn sẽ giúp bạn thu về lợi nhuận khổng lồ. Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt, mở rộng các cơ hội đầu tư và gặt hái những thành quả lớn. Ngày 27 tháng 11 âm lịch thành công trong sự nghiệp và tài chính. Ngày 27 tháng 11 âm lịch sẽ là một ngày đầy may mắn đối với tuổi Quý Sửu khi bạn đạt được những kết quả đột phá trong sự nghiệp. Quý nhân tiếp tục đồng hành cùng bạn, giúp bạn vượt qua mọi thử thách và cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Bạn sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên, và những đóng góp của bạn sẽ được ghi nhận. Về tài chính, ngày này cũng đem lại nhiều cơ hội đầu tư, giúp bạn tích lũy được nhiều của cải và có một cuộc sống sung túc hơn. Những nỗ lực và trí tuệ của bạn sẽ mang lại những phần thưởng dồi dào, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai tài chính. Thu nhập chính của bạn sẽ được cải thiện đáng kể, và với sự nhiệt huyết trong công việc, bạn có thể nhận được những khoản hoa hồng xứng đáng. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống và công việc, việc tìm kiếm những đối tác phù hợp là một yếu tố vô cùng quan trọng. Đối với người tuổi Quý Sửu 1973, một trong những yếu tố quan trọng nhất để đạt được thành công trong sự nghiệp chính là lựa chọn được những đối tác phù hợp. Những mối quan hệ hợp tác làm ăn tốt sẽ giúp gia tăng vận khí, thu hút tài lộc và mang lại may mắn trong công việc. Dưới đây là những tuổi hợp tác kinh doanh phù hợp với người tuổi Quý Sửu, giúp họ gặt hái thành công lớn trong sự nghiệp. 1. Tuổi Quý Sửu và tuổi Tý. Mặc dù người tuổi Quý Sửu không nổi bật về sự sáng tạo hay ý tưởng đột phá, nhưng bù lại, họ lại sở hữu sự chăm chỉ và kiên trì trong công việc. Khi hợp tác với người tuổi Tý, người tuổi Quý Sửu sẽ tìm thấy một đối tác giàu trí tuệ, nhanh nhạy và quyết đoán. Tý luôn tìm kiếm cơ hội và sẵn sàng thay đổi để đạt được mục tiêu. Sự kết hợp này sẽ tạo ra một mối quan hệ hợp tác đầy triển vọng, khi mỗi bên bổ sung cho nhau những điểm mạnh và họ sẽ cùng nhau đạt được những thành tựu lớn. 2. Tuổi Quý Sửu và tuổi Sửu.
Khi hợp tác với người cùng tuổi Sửu, quý Sửu sẽ tìm thấy sự đồng điệu trong công việc. Cả hai đều chăm chỉ, kiên định và có một tầm nhìn dài hạn trong công việc. Sự kết hợp giữa hai người tuổi Sửu sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc, giúp họ vượt qua khó khăn và thử thách trong công việc. Tuy nhiên, đôi khi sự bảo thủ của mỗi người có thể khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, nhất là khi một trong hai người quá tự tin và không lắng nghe đối tác. Dù vậy, nếu biết kiên nhẫn và lắng nghe nhau, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. 3. Tuổi Quý Sửu và tuổi Dần. Trong mối quan hệ hợp tác, sự kết hợp giữa Quý Sửu và Dần có thể tạo ra một sự hòa quyện tuyệt vời. Người tuổi Dần mạnh mẽ, táo bạo và đầy sáng tạo, trong khi Quý Sửu lại là người rất chăm chỉ, tỉ mỉ và có khả năng suy nghĩ sâu sắc. Sự kết hợp này sẽ mang lại một đội ngũ đầy đủ cả trí tuệ và hành động. Nếu cả hai cùng cầu tiến, họ sẽ học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ nhau. Quý Sửu sẽ giúp Dần phát huy sự bình tĩnh và kiên nhẫn trong công việc, còn Dần sẽ dạy Quý Sửu cách nhìn nhận vấn đề một cách sáng tạo và mở rộng tầm nhìn. 4. Tuổi Quý Sửu và tuổi Mão. Mão là người nhẹ nhàng, thận trọng và có khả năng làm việc rất hiệu quả dưới sự hướng dẫn của Quý Sửu. Người tuổi Mão luôn tôn trọng và ngưỡng mộ sự chăm chỉ, kiên nhẫn của Quý Sửu. Chính vì vậy, sự kết hợp giữa Quý Sửu và Mão sẽ tạo ra một môi trường làm việc hài hòa, nơi mà mọi người đều đóng góp hết mình để đạt được mục tiêu chung. Quý Sửu sẽ giúp Mão phát triển khả năng tự chủ, còn Mão sẽ giúp Quý Sửu nhận ra giá trị của sự linh hoạt và sáng tạo trong công việc. 5. Tuổi Quý Sửu và tuổi Thìn. Tuổi Thìn mang đến sự thông minh, sáng tạo và tầm nhìn chiến lược. Khi kết hợp với Quý Sửu, người tuổi Thìn có thể tận dụng được sự chăm chỉ và ổn định của Quý Sửu để thực hiện các kế hoạch lớn. Sự kết hợp này sẽ giúp cả hai phát triển công việc một cách vững chắc và có chiều sâu. Quý Sửu có thể học được từ Thìn cách đưa ra các quyết định táo bạo và sáng tạo, trong khi Thìn sẽ học được từ Quý Sửu sự kiên nhẫn và cẩn trọng trong từng bước đi. 6. Tuổi Quý Sửu và tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ rất thông minh, quyết đoán và luôn biết cách xử lý tình huống một cách nhanh chóng và chính xác. Khi hợp tác với Quý Sửu, họ sẽ tạo ra một sự kết hợp rất hoàn hảo giữa sự thận trọng và quyết đoán. Quý Sửu, với tính cách cẩn thận, sẽ giúp Tỵ giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, trong khi Tỵ sẽ mang đến cho Quý Sửu những quyết định kịp thời và sáng suốt trong công việc. 7. Tuổi Quý Sửu và tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ là những người năng động, thích thay đổi và luôn tìm kiếm cơ hội mới. Tuy nhiên, nếu lựa chọn con đường đi phù hợp, Ngọ có thể trở thành một đối tác lý tưởng cho Quý Sửu. Ngọ có sự chăm chỉ và luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu. Điều này giúp họ xây dựng được những thành công bền vững khi làm việc cùng Quý Sửu. 8. Tuổi Quý Sửu và tuổi Mùi. Trong mối quan hệ hợp tác giữa Quý Sửu và Mùi, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau là yếu tố then chốt. Quý Sửu và Mùi đều có thể đóng vai trò quan trọng trong công việc của nhau, miễn là mỗi người biết trân trọng những điểm mạnh của đối phương. Đây sẽ là một sự kết hợp hài hòa và mạnh mẽ nếu cả hai cố gắng làm việc cùng nhau, dù đôi khi tính bướng bỉnh của mỗi người có thể tạo ra những mâu thuẫn nhỏ. 9. Tuổi Quý Sửu và tuổi Thân. Tuổi Thân rất năng động và sáng tạo, nhưng lại có xu hướng không ổn định trong công việc. Người tuổi Quý Sửu, ngược lại, rất chăm chỉ và luôn cố gắng làm việc đúng đắn ngay từ đầu. Vì vậy, mối quan hệ hợp tác giữa Quý Sửu và Thân có thể gặp khó khăn, bởi sự thiếu kiên nhẫn của Thân sẽ không phù hợp với tính cách của Quý Sửu. Tuy nhiên, nếu biết thông cảm và hiểu nhau, cả hai có thể học hỏi và phát triển từ đối phương. 10. Tuổi Quý Sửu và tuổi Dậu. Sự kết hợp giữa Quý Sửu và Dậu là một sự kết hợp lý tưởng trong công việc. Cả hai đều là những người rất thận trọng và thực tế trong công việc. Họ ít khi mạo hiểm và luôn tìm kiếm những giải pháp an toàn và hiệu quả. Quý Sửu sẽ là trụ cột vững chắc của tổ chức, trong khi Dậu sẽ thúc đẩy sự nghiệp của cả hai phát triển mạnh mẽ. Sự kết hợp này giúp cả hai tạo dựng được một môi trường làm việc ổn định và bền vững. 11. Tuổi Quý Sửu và tuổi Tuất. Cả Quý Sửu và Tuất đều có sự nhạy bén trong kinh doanh, nhưng theo cách rất khác nhau. Quý Sửu chăm chỉ và cẩn thận trong từng bước đi, trong khi Tuất có khả năng đọc vị người khác và đưa ra những quyết định dựa trên cảm nhận. Khi hợp tác, cả hai sẽ tạo thành một mối quan hệ bền vững vì họ đều rất tin tưởng và tôn trọng nhau trong công việc. 12. Tuổi Quý Sửu và tuổi Hợi. Cuối cùng,
Sự kết hợp giữa Quý Sửu và Hợi mang lại nhiều thành công. Người tuổi Hợi rất chăm chỉ và có lý tưởng riêng của mình, điều này khiến Quý Sửu đánh giá cao. Mặc dù đôi khi cả hai có thể mâu thuẫn vì tính cách bướng bỉnh, nhưng nếu biết thấu hiểu và hỗ trợ nhau, họ sẽ tạo ra một mối quan hệ hợp tác rất hiệu quả và bền vững. Nhân sinh cảm ngộ, cảm nhận về cuộc sống. Cuộc sống là một hành trình dài, đầy thử thách và cũng không thiếu những niềm vui. Mỗi người chúng ta đều có những cảm ngộ riêng về nhân sinh, những bài học rút ra từ chính cuộc sống của mình. Nhân sinh không chỉ là sự tồn tại, mà là sự trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc về mọi thứ xung quanh. Những cảm ngộ ấy là kết quả của việc đối mặt với khó khăn, vượt qua thử thách và tìm thấy giá trị trong mỗi khoảnh khắc. Khi còn trẻ, nhiều người cho rằng cuộc sống chỉ là những cuộc vui chơi, những kế hoạch đầy hoài bão. Nhưng khi trưởng thành, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là sự tươi đẹp mà còn là một chuỗi những gian truân. Những thử thách là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi, những thất bại lại chính là bài học quý giá giúp chúng ta trưởng thành hơn. Một trong những cảm ngộ lớn lao nhất là nhận ra rằng tình yêu và lòng nhân ái là những giá trị vĩnh hằng. Cuộc sống không thể thiếu tình yêu, không chỉ là tình cảm giữa con người với con người, mà còn là tình yêu đối với thiên nhiên, cuộc sống và chính bản thân mình. Cũng chính trong những lúc khó khăn, lòng nhân ái và sự đồng cảm giúp chúng ta vững bước hơn, tiếp tục kiên trì đi về phía trước. Chúng ta cũng có thể cảm nhận rằng mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời đều mang một giá trị riêng, không phải lúc nào cũng phải tìm kiếm hạnh phúc trong những điều lớn lao. Đôi khi, hạnh phúc lại đến từ những điều giản dị, như một bữa cơm ấm áp bên gia đình hay một nụ cười của người thân yêu. Cuối cùng, nhân sinh là một hành trình mà mỗi người đều phải tự mình trải qua và cảm nhận. Dù cuộc sống có bao nhiêu biến động, chúng ta luôn cần giữ vững niềm tin vào bản thân và vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đó chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa hạnh phúc, dù cho cuộc sống có nhiều thử thách phía trước. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Quý Sửu sinh 1973, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.